Rồi vâng em chào các bác nhé Chào mừng các bác đã đến với kênh youtube của điện thoại Dũng Kiên Có địa chỉ tại Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương Số điện thoại liên hệ 0978 336 559 Và 0971 336 559 các bác nhé Hôm nay em về cho bác một nô 7P32 g gọi là siêu chất các bác nhé Cây này pin 100% nhé Nguyên zin nguyên bản, nguyên áp Cây này pin 99 này 99 này, 98 này anh chị em này 98 này 97% này, 95% này Đấy 95 này, 95 này pin toàn là cao rồi, 95%, 100% rồi. 93%, 96% anh chị em nhé. Nguyên áp này. Duy nhất một cây pin 96 nhé. Và cái cây trắng này pin chỉ có 88% anh chị em này. À, nguyên zin nguyên bản, nguyên áp anh chị em nhé. Đấy, máy hầu như chưa qua sử dụng. Nô này là hàng tồn kho anh chị em nhé. Đấy, hàng mới tồn kho này. Bản quốc tế mã mà, mã Mỹ đây anh chị em nhé. 32GB này. À, nguyên áp thì các bác biết là chất máy nó thế nào rồi không có một cái vết gì anh chị em nhé sao nó đẹp thế à. nguyên zin nguyên bản nguyên áp anh chị em này cây này thì pin 99 phần trăm anh chị em nhé Đấy, tất cả nguyên zin hết anh chị em này. máy thì siêu mới luôn anh chị em nhé Đấy pin 99 phần trăm máy siêu đẹp anh chị em này à, nô này em đang bán với giá 2 triệu 800 ngàn đồng là đầy đủ phụ kiện anh chị em nhé Nếu không lấy phụ kiện là 2 triệu 600 ngàn đồng cho một cái nô này rất là đẹp kinh khủng luôn anh chị em nhé bảo hành cho anh chị em nô này một năm đấy toàn bộ là màu đen hết anh chị em này cây này pin 99 phần trăm nhé pin zin theo máy không bơm không kích máy nguyên áp nói một câu như thế là các bác biết đấy chưa hề tháo ra một tí nào đấy nô như thế này bên em cũng không cần phải tháo ra anh chị em nhé chỉ cần nhìn những con ốc đít này nó nguyên nó zin thế này thì tháo ra làm gì à. đấy nguyên zin thế này thì tháo, ra làm, gì? Thế này thì tháo ra làm gì anh chị em nhé đây mà chỉnh lại cái cam nó về 0.5 cho nó lấy nét cho nó giỏi này à, nguyên zin nguyên bản thế này thì tháo ra làm gì anh chị em đấy à, nguyên zin nguyên bản của nhà sản xuất anh chị em nhé, toàn bộ máy là nguyên zin nguyên bản hết anh chị em này, ốc chưa hề một vết tháo này, pin đọc có 97 này, 98 này, à, 98 này anh chị em này, 99 này, đấy à, duy nhất có một cây pin còn nguyên là 100% Đấy anh chị em nào nhanh tay thì được cây 100 trăm anh chị em nhé Tất cả máy bên em là bảo hành cho anh chị em là Cái nô này bảo hành cho anh chị em một năm Nỗi đổi mới luôn anh chị em nhé Toàn bộ cực kỳ chất này Về rất là nhiều toàn pin 95 này Đấy, rất là nhiều anh chị em nhé Rồi Tất cả là nguyên áp thì anh chị em biết này Chưa hề động đến một con ốc đít nhé Đấy 94 này Chưa hề chạm đến một con ốc bên trong thì anh chị em biết là con ốc vít bên ngoài là muốn tháo máy là phải tháo con ốc đít ra mà chưa động chạm nên anh chị em biết nó thế nào rồi đấy, đấy đây này chưa hề động chạm nhé máy thì hầu như chưa qua sử dụng này, đấy, nô này cực kỳ rẻ giá thì em nhập được giá rẻ em để cho anh chị em uh, giá rẻ nhá nô này bên em khẳng định là đẹp nhất Việt Nam bây giờ không hề có nhà nào có nô thứ hai như thế này anh chị em nhé nguyên zin nguyên bản nguyên áp siêu chất anh chị em này. Rất là đẹp anh chị em nhé Anh chị em à, mua thì cứ liên hệ trực tiếp cho em Còn ở gần thì có thể qua xem trực tiếp Địa chỉ nhà em tại Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương Đấy, cực kỳ đẹp anh chị em nhé à, Rất là đẹp anh chị em này Rồi à, Nguyên zin hết pin toàn là 95 này 92 này, 95 này à, 96 này 96 này 96 này tất cả là full chức năng hết đây còn một cây này nữa là pin 100 Đấy, đây anh chị em này tất cả nguyên zin nguyên bản hết của nhà sản xuất anh chị em không cần phải suy nghĩ bất kỳ một điều gì Đấy, pin 100 phần anh chị em nhé rất là đẹp luôn anh chị em này anh chị em cần thì liên hệ trực tiếp cho em Đây, báo cho anh chị em nô này là nguyên áp chưa qua sử dụng hai số điện thoại này còn ở gần thì có thể qua xem trực tiếp địa chỉ nhà em cạnh điện máy xanh cầu giảm xã Tân Hương huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương Đấy. Còn các bác ở xa thì muốn đến nhà em thì cứ alo à, à, cho em Em gửi định vị cho đến tận nhà không còn phải à, tìm nhà làm gì các bác nhé Rất là đẹp luôn này pin rất là đẹp này à, Ngoài ra thì à, hôm nay em về cái nô XN Max đây Đấy và đây nữa anh chị em này. À, Chưa tiết qua Nên em à, chưa nên sóng anh chị em nhé Một nô này là nên cho anh chị em nô 7Panel quốc tế này siêu đẹp luôn Đấy anh chị em nào thích thì liên hệ trực tiếp Không ngày mai ngày kia hết để lại à, nuyến tiếc anh chị em nhé mà giới thiệu một qua một số mặt hàng bên em sẵn có nhé Cái này là iPhone 6 bản 64 GB cái này 1 triệu 200.000 đồng bao ship toàn quốc anh chị em nhé 6 này về rất nhiều cho chuẩn bị cho các cháu à, học sinh đây Đấy. cái này mình mua cho người già dùng cũng được chữ to rất là đẹp mà máy vẫn là, rất là sắc nét nhé 6 còn ớt này Đấy. Đấy. cái này 1 triệu 600.000 đồng anh chị em nhé còn rất nhiều đây 6 còn ớt đây à cái này là 6S quốc tế 32 gb đẹp keng 1 triệu 800 ngàn đồng anh chị em này Rồi, Cái này là 6S và nớt à, bản 64GB Cái này 2 triệu 500 ngàn đồng 6S và nớt bản 128GB đấy, Cái này 2 triệu 600 ngàn đồng iPhone 5S này quốc tế này Cái này có 800 ngàn đồng anh chị em nhé Bao ship toàn quốc Rồi à, 8 và nớt quốc tế siêu đẹp đây 4 triệu 200 ngàn đồng anh chị em nhé Rất là nhiều 7 phân ớt 128 GB 3 triệu 200 ngàn đồng Đó, Rồi 5C quốc tế này 5C giá thì rất là rẻ Chỉ có 580 000 à, SE 2020 3 triệu 200 000 đồng Còn duy nhất một cây này Đó, Rất là nhiều này Đây là XN Max đây XN Max này thì cùng nô này Ngày mai em giới thiệu sau Đó, XN Max thì giá nó hơi lên một tí À, 11 tím này anh chị em này 128 GB giá 8 triệu 200 ngàn đồng đấy, 11 tím 64 GB 7 triệu 200 ngàn đồng 11 đây 64 GB 7 triệu 200 ngàn đồng cây này là có khách lấy rồi anh chị em nhé đấy, Cây đấy đã đánh dấu tên rồi có khách lấy rồi đấy, Cây này là khách lấy rồi À, cái con uh, xr này pin 100% sạch ít Con này cái uh, camera của nó là À quên đấy cái um, nhận diện khuôn mặt là nút nhận nút không Con này thanh lý 4 triệu 500 ngàn đồng nhé Nút nhận và nút không em báo trước này, Em uh, không bảo hành cái đấy luôn coi như là hỏng luôn tính 4 triệu rưỡi cho anh chị em 12 Pro Max nguyên áp nguyên bản nhé Cái này uh, giá thì nó đã bị lên cao rồi đấy Bây giờ của nó đang là 16 triệu đồng đầy đủ phụ kiện Không phụ kiện 15 triệu 500 anh chị em nhé Giá nó bị đẩy lên một tầm cao mới Còn đây là Đây pin 100 170 quốc tế Bản 32GB đây Ngày hôm nay đây, rất là đẹp anh chị em nhé Rồi pin 96% này Tất cả ngày hôm nay em bán đồng giá cho anh chị em 2 triệu 800 ngàn đồng anh chị em nhé Bản quốc tế mã Mỹ 32GB ấy kể cả anh chị em nào nhận được những cây 100 này cũng đều là giá thơm hết anh chị em nhé Tranh thủ đặt hàng cho em Rồi pin 99 nhá Nguyên zin nguyên bản không uh... Sửa chữa không ép kính Nguyên áp mà anh chị em bao nhúng nước luôn cho anh chị em nhé Đấy, Những cây này thì bọn em nó là hàng mới Thì bọn em chỉ cần nhìn con ốc đít là không cần phải tháo ra kiểm tra anh chị em ạ Đấy bởi vì hàng dựng thì không bao giờ có những cái máy vặn ốc nhé. Cái này là nó sản xuất bằng robot. Anh chị em nhé. Nó có máy vặn nên rất là chuẩn luôn. Chỉ cần nhìn con ốc đít là biết là máy đã thay chưa hay là sửa chưa anh chị em nhé. Đấy. À, em xin được tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video lần sau.